Chào mọi người, lại là Trường và Mark One đây. Khi mà chúng ta mua một cái máy tính về thì đó cũng chỉ là một cái máy tính thôi, rất bình thường. Nhưng đây là MacBook. Và khi mà đã là MacBook rồi thì chắc chắn là ở trong hệ sinh thái của Apple. Và tất cả những thứ ở trong hệ sinh thái của Apple đều được liên kết qua một thứ được gọi là Apple ID. Nhưng không phải là ai dùng MacBook cũng sẽ dùng iPhone để mà có Apple ID đâu. Có những người sẽ dùng Android nữa. Nên vì vậy, đây sẽ là một video khá là đơn giản để các bạn có thể tạo một tài khoản Apple ID chỉ riêng cho máy tính thôi, hoặc là các bạn có thể tận dụng để về sau nếu có iPhone các bạn có thể dùng thêm. Bắt đầu ngay sau intro nhé. Được rồi, trước khi bắt đầu một cái gì đấy mới thì chúng ta cũng cần phải có một vài lưu ý nhá. Đầu tiên thì nếu như các bạn muốn tạo Apple ID mới thì chắc chắn chúng ta sẽ ít nhất là cần có số điện thoại mới, bởi vì là mỗi một tài khoản sẽ cần có một số điện thoại để có thể xác thực thông tin và gửi mã OTP. Thì tại sao không phải là email? Bởi vì là khi mà các bạn tạo Apple ID như thế này thì nếu như trong trường hợp các bạn không có Gmail chẳng hạn thì Apple cũng sẽ có thể tạo cho các bạn một cái mail với cái đuôi là a+icloud được. Thì nên là cái tốt nhất là các bạn cần có đó là một số điện thoại mà chưa từng tạo Apple ID. Cái thứ hai đó là trên hệ thống của Apple thì thường vào thứ bảy chủ nhật của chúng ta thì sẽ hay bị có tình trạng gọi là không thể truy cập được vào cái hệ thống, hoặc là sẽ xảy ra một vài trục trặc, có thể là do bảo trì hệ thống vào cuối tuần chẳng hạn. Và cái vấn đề này xảy ra rất thường xuyên mà mình đã gặp rồi. Khi mà mình check serial của máy hay là có rất nhiều các vấn đề khác thì nó sẽ không thể hoạt động được vào thứ bảy chủ nhật. Và Apple ID này cũng vậy. Nên là nếu như muốn tạo thì né những ngày này ra nhá. Nghe hơi hành chính nhà nước tí nhỉ. Rồi, bắt đầu nhá. Thì đây mình đã tạo một cái user hoàn toàn mới, không hề có tài khoản Apple ID ở đây. Và để tạo được thì các bạn sẽ bấm vào phần đăng nhập, sau đó chọn vào phần bạn không có tài khoản này. Ok, chờ một chút. Ok, khi mà không có tài khoản như thế thì mặc định là các bạn sẽ phải tạo tài khoản đúng không? Rồi chúng ta sẽ nhập các cái thông tin cá nhân của chúng ta vào đây nhá. Thì bởi vì đây là một cái tài khoản khá là quan trọng nên là mình nghĩ là các bạn cứ nhập đúng thông tin của mình vào để cho nó dễ đi. Đây, đây ví dụ như mình đang không có tài khoản Gmail này thì sẽ có thể nhận địa chỉ email iCloud miễn phí luôn. Thì ở đây nó sẽ là đuôi a+icloud rồi, thì các bạn chỉ cần nhập một cái tên nào đó mà chưa ai đặt thôi là được. Tiếp theo. Tên này chắc nó bị dính vào kia rồi, lại nhá. Tên khác nào. Yeah, về số điện thoại thì đúng rồi, đúng số điện thoại này rồi. Lại này, tiếp theo này. Rồi, tôi đã đọc và đồng ý. Đồng ý. Đó, vậy thôi. Và chúng ta sẽ được ra một cái màn hình này, màn hình chính của cái phần cài đặt. Và đến đây nếu các bạn không thấy gì thì chờ một lúc và nó sẽ hiện lên giống như ở trên màn hình đây. Nó vẫn đang load ở bên dưới này, nếu như các bạn không để ý nhé. Và đã có hiện tên tài khoản Apple ID của mình ở đây rồi. Chờ một lúc để cho nhập đầy đủ thông tin mà thôi. Rồi. Sẽ hiện là mật khẩu máy của các bạn. Các bạn đánh mật khẩu vào này. Ok, bởi vì là cái máy này của mình nó đang có thêm một cái tài khoản Apple ID nữa, bởi vì mình tạo thêm một user ấy. Thì các bước, cái bước này thì gần như các bạn sẽ không gặp đâu. Bước này các bạn có thể bỏ qua nhé. Và một cái cực kỳ quan trọng khi các bạn tạo Apple ID đó là bật cái tìm máy Mac ở lên. Tìm máy Mac này nó không đơn thuần chỉ là một cái định vị cho máy của chúng ta, mà nó sẽ rất hữu ích trong các trường hợp các bạn bị mất máy này, các bạn bị thất lạc, và các bạn có thể khóa máy từ xa để đảm bảo cho cái dữ liệu của các bạn được an toàn nhất.
và kẻ trộm chỉ có thể có được máy của các bạn thôi chứ không có được dữ liệu. Bấm cho phép này, nhập mật khẩu mở máy lên. Và xong, như này là các bạn đã có một tài khoản Apple ID hoàn toàn mới dành riêng cho MacBook. Và các bạn cũng có thể sử dụng tài khoản Apple ID này cho bất kỳ các thiết bị Apple nào khác nếu như về sau các bạn có sử dụng thêm các thiết bị Apple mới. Rồi, thì ngoài việc các bạn đã tạo được Apple ID này ra thì Apple ID sẽ có rất nhiều thứ công dụng. Đó là các bạn có thể mua iCloud, có thể dùng để tải phần mềm ở trên App Store. Thì mình sẽ bắt đầu với cả cái iCloud trước nhé. Thì giao diện nó như này, bấm vào iCloud này. Ở đây các bạn sẽ luôn luôn được tặng miễn phí là 5GB. Và 5GB này sẽ hết rất nhanh nếu như các bạn bật các ứng dụng sử dụng iCloud, ví dụ như là ảnh hoặc là iCloud Drive, hoặc là rất nhiều các ứng dụng ở đây nữa, thì nó hết 5GB sẽ hết rất là nhanh. Thì nếu như các bạn muốn mua thêm dung lượng iCloud để có thể là đẩy thông tin lên đám mây, sau đó có thể mở trên một thiết bị Apple khác, ví dụ như iPhone chẳng hạn, thì các bạn có thể nhận nhiều hơn với Apple iCloud cộng ở dưới này. Nâng lên iCloud cộng và sẽ có rất nhiều các cái gói để các bạn có thể lựa chọn, ví dụ như là 50GB được bao nhiêu tiền, hoặc là 200GB bao nhiêu tiền. Đó, các bạn có thể chọn thêm ở trên này nhé. Và một cái tiếp theo, một cái mà các bạn sẽ hơi bị gặp vấn đề một tí khi mà mới tạo Apple ID, đó là tải ứng dụng ở trên App Store. Khi mà tải ứng dụng ở trên App Store với một tài khoản Apple ID mới thì chúng ta sẽ gặp một cái bước đó gọi là xác minh để có thể là thanh toán và cài đặt phần mềm ở trên App Store. Thì đây, bây giờ mình sẽ thử tải một phần mềm nhé. Đây, tài khoản mới này, nhận này. Đó, đây, Apple ID này chưa được sử dụng với App Store. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào xem xét này. Đó, đây là thông tin email của chúng ta này, vùng của chúng ta này. Đồng ý với điều khoản này, tiếp tục này. Cái bước thanh toán này thì các bạn không có thì các bạn chọn không thôi. Sau đó bấm tiếp tục. Thì, chúng ta sẽ phải nhập thông tin ở đây nữa. Thì các thông tin này các bạn có thể nhập chính xác hoặc không nhé. Mình thì thường sẽ nhập khá là bừa, nhưng mà ít nhất là nó cũng phải đúng với cả cái thông tin gần nhất của mình. Ví dụ như là mình ở Hà Nội thì mình sẽ nhập tất cả ở đây là Hà Nội luôn. Hà Nội này, thành phố Hà Nội. Và phần mã zip này, mã zip này nó sẽ tùy theo vùng các bạn ở nhé. Thì các bạn nếu như không biết vùng mình ở là mã zip gì thì có thể lên Google và tra thôi. Thực ra mình cũng biết Hà Nội nó ở đâu rồi, mình cứ tra với các bạn đấy. Mã zip Hà Nội. Đây, mã zip vùng của Hà Nội nó sẽ là cái số này, 100.000. Nếu như các bạn ở tỉnh khác có thể muốn nhập chính xác thì hãy nhập lên đây, tra mã zip của tỉnh gì đó, sau đó chọn số ở đây là được. Và mã zip của Hà Nội là 100.000. Mã vùng là 84, mã vùng Việt Nam. 93. Rồi, ok, tiếp tục. Đó, nếu bấm tiếp tục cái này mà không thấy gì thì cũng chỉ chờ thôi, không có gì cả. Đây, giờ đây các bạn có thể sử dụng tài khoản để có thể là truy cập vào các dịch vụ của Apple. Tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ tải phần mềm thôi. Nhập lại mật khẩu Apple ID một lần nữa nhé. Thường thì sau cái bước lần đầu tiên này của các bạn ấy thì nó sẽ có hỏi, nếu như các bạn đã set up cái Touch ID rồi, nó sẽ hỏi là có dùng Touch ID để có thể là tải ứng dụng luôn không. Thì các bạn chọn có cho tiện, hoặc là không nếu như các bạn muốn nó bảo mật hơn. Rồi, vậy thôi, đó là cái kết của video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.